Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án DPY nhận 3 token CFE khoảng 45 đô. Token này đã list sàn Bobit nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn mới liên hệ mô tả dưới video, bấm mở Telegram start. Sau khi bấm start xong con son này gấp nha bạn. Nhìn vô đầu tiên các bạn son kênh gấp kênh seller này. Follow tờ Twitter, subscribe YouTube, follow son channel nữa bạn. Thì các bạn làm từng nhiệm vụ một các bạn. Rồi mình đã son rồi. Sau khi các bạn tôi làm xong anh vụ bằng bấm vào resend rồi lướt cấp tra các bạn, camera là cái máy của ảnh, rồi các bạn bấm, các bạn điền email, địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn, tiếp tục bằng gửi địa chỉ với ETH các bạn, thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra này các bạn. Các bạn bấm qua phần cài đặt nè, các bạn chọn dí ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời, các bạn gửi cho bot nha các bạn. Twitter, enter, zoo, tweet, link. Bắt phần các bạn. Tiếp tục thì nó kêu các bạn điền đi địa chỉ đường link tờ Twitter của các bạn, thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra, các bạn vào trang cá nhân và bao cảnh cùng, các bạn copy tờ Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Vì tờ Twitter mà đã sang bên đây lấy cho mau các bạn, thì mình có để đường link hướng dẫn các bạn lấy đường link tất cả trang mạng, xong rồi phần link mô tả với video được các bạn. Bạn nào không biết lấy thì các bạn vào xem video đó là các bạn biết các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu không? Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì enter gỡ green rewish link. Này gỡ green rewish link thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nè, bạn mang nhấp hồ sơ nè. Ôi trời, không biết một cái link nào luôn. Nhấp vào đây. Các bạn like nè, các bạn tự quyết like link nè. Giờ bạn mới đắp lên nè. Bấm vào bao ảnh cùng, nhấn hồ sơ nè. Rồi gửi, tiếp tục bạn chia sẻ bài viết này các bạn. Câu này nó trong chương trình bán hàng phiên sale và phiên sale sẽ list sàn Bobit. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi bấm hay help cho now. Rồi tiếp tục bạn gửi đường link từ YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Thì mình đã hướng dẫn các bạn lấy đường link YouTube tất cả các bạn dưới video luôn các bạn. Vì cái URL của mình đã chỉnh sửa các bạn nên mình không có lấy đường link URL khác các bạn. Các bạn lưu ý nha bạn, các bạn đăng ký cái đường link YouTube nào thì các bạn gửi lại cái đường link YouTube đó các bạn, email nào thì đó. Rồi các bạn bắt đáp lại. Dán vào. Rồi bấm iHealthNet. iHealthNet. Rồi tiếp tục bạn chị lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để tiếp tục cần các bạn. Nhiều video mình ở đây cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.